Chị Năm đang ngồi bố củi trước hiên thì chồng về. Ông Năm Đông chạy xe vô sân và dừng lại trước mặt vợ. Sau khi gạt chân trống bước xuống xe thì bỗng ông kêu lên: "Úi da!" Rồi loạng choạng suýt ngã nhào xuống đất. Chị Năm hốt hoảng nhõm dậy, chạy lại xốc nách chồng. Nhìn gương mặt nhăn nhó vì đau của ông, chị lo lắng hỏi dồn: "Anh bị sao vậy?" Ông Năm cúi người lom khom, tựa vào vai vợ, vừa đi cà nhắc vào nhà. Ông rên rỉ: "Hình như anh bị cục xương sống rồi em à." "Trời đất ơi, có sao không?" Chị kêu lên thảng thốt và dìu chồng tới chiếc chõng, từ từ ngồi xuống. Ông vừa lấy tay xoa nắng cái lưng, vừa kể: "Sáng giờ vẫn bình thường, cho tới lúc gần dìa, anh có khiêng đồ nghề, cây cổ vô nhà dọn dẹp thì bị..." Lúc cúi xuống, rõ ràng nghe một tiếng cụp, rồi đâu thấy ông bà ông giải luôn. "Anh nằm xuống đi, em vô lấy dầu nóng ra thoa, lát hết liền ha." Nhưng nó không hết như chị nghĩ, mà ông Năm muốn liệt luôn từ hôm đó. Nằm yên thì không sao, nhưng hễ ngồi dậy hoặc xoay trở mình mẩy thì cơn đau lại dội lên, có lúc thốn tới óc. Hôm đi bệnh viện, bác sĩ bắt chụp hình xét nghiệm lung tung, sau đó nói ông bị thoái hóa đĩa đệm, mã ICD-10 gì đó, và bắt nằm yên nghỉ ngơi uống thuốc, nghiêm cấm khiêng vác, cử động sai tư thế. Nếu không nghe lời, có thể liệt như chơi. Nghe bác sĩ dọa dẫm, ông choáng quá nên rên rẫm với vợ: "Mẹ ơi, ông dặn như vậy khác nào biểu tôi về hưu sớm đâu. Chết mẹ rồi." Chị Năm nhìn ông chồng già nạt ngang: "Bác sĩ biểu sao thì làm vậy đi, nhiều chuyện quá. Muốn hết bệnh hay muốn liệt?" Một tuần, rồi hai tuần trôi qua mà không thấy gì tiến triển. Nhưng kể cũng còn may phước, cứ nằm yên thì ông vẫn ngủ khì ngon giấc như thường. Nhưng trừ lúc ngủ ra thì dường như cơn đau chẳng mấy thuyên giảm. Nằm một chỗ nhìn vợ luôn tay luôn chân lắc sắc công chuyện. Lắm lúc ông Năm cảm thấy tâm trạng bi quan, rồi trở nên căng thẳng vì nguy cơ sắp trở thành phế nhân. So với chồng thì chị Năm nhỏ hơn tới 20 tuổi, nên vẫn khỏe khoắn, xốc vác lắm. Nói không ngoa, đôi lúc chị còn tỏ ra mạnh mẽ hơn ông bội phần. Từ ngày chồng ngã bệnh, chị vẫn vui vẻ gánh vác hết mọi việc trong ngoài, không một lời than vãn. Nhưng ở vị trí làm chồng, là người chủ gia đình, dĩ nhiên ông Năm không thể không lo lắng về sinh kế. Hơn nữa, chưa lúc nào ông cảm thấy mình già nua, hết xài như bây giờ. Ông Năm Đông chuyên lãnh phần mộc cho mấy công trình xây cất nhà ở. Dưới quê này, đa phần ưa chuộng lối làm nhà bán kiên cố, sử dụng vật liệu gỗ rất nhiều, nên ông chưa bao giờ hết việc. Nửa tháng rồi nằm nhà, giao công trình đang lãnh cho nhóm thợ đàn em quán xuyến. Ruột gan ông nóng ren còn hơn lửa đốt. Nói gì thì nói, lao động tay làm hàm nhai, ngày nào nghỉ thì sẽ không có thu nhập. Đó là còn chưa nói đến chuyện vắng mặt lâu quá, thằng khác nhanh tay hơn, thừa cơ giành mất mối thầu mới. Nằm một chỗ mà ông không ngớt than ngắn thở dài, biếng nhác ăn uống hẳn đi, nên sau một tháng thì thân thể gầy sộp thấy rõ. Đêm nằm với nhau, thấy chồng trăn trở, bứt rứt khó ngủ, chị Năm nhẹ nhàng an ủi: "Từ từ rồi sẽ hết đau thôi, anh đừng có lo quá." Ông Năm quay sang nhìn vợ, cú xoay người đột ngột làm cái lưng nhói lên một cái quá mạng. Nhưng ông cố nén tiếng rên, chỉ nhăn nhó thở dài: "Không có đỡ đần cho con vợ được, nên tôi thấy áy náy, ăn không ngon, ngủ không yên gì hết trơn á." Chị Năm âu yếm nhìn ông bật cười: "Vẫn ngấy khò khò kia kìa,
ở đó mà ngủ không ngon. Miệng tuy nói đùa, nhưng chỉ quàng tay qua ôm chồng. Đừng nghĩ nhiều nữa, anh bị đau, không có làm được thì em làm, lo gì hả? Ông dúi mặt vào mái tóc đã xen lẫn nhiều sợi bạc, nhưng còn rất dày của vợ, hít hà. Bởi vậy, có con vợ như vậy sao không thương được chứ? Dù an ủi ông như vậy, nhưng chị cũng có tò mò tìm hiểu, hỏi thăm về căn bệnh đau lưng của người cao tuổi. Ai rồi cũng sẽ đến lúc già cả, xương khớp thoái hóa, nhất là người cả đời làm việc nặng nhọc như ông Năm Đông. Nên khéo dưỡng bệnh thì sẽ thuyên giảm và có thể bình phục tạm thời. Nhưng nếu sau đó vẫn tiếp tục ăn no vác nặng thì nguy cơ tái phát là chuyện khó tránh khỏi. Chỉ có điều chị không muốn nói cho chồng biết mà thôi, vì sợ ông buồn. Chị thương ông cả đời làm lụng vất vả, nên tự nhủ lòng, nếu rủi ông không còn bươn chải được nữa thì trách nhiệm lo sinh kế từ nay sẽ thay ông gánh vác. Chẳng sao hết, người này không làm được thì người kia sẽ làm. Vợ chồng nương tựa vào nhau là lúc này. Nếu không thế thì lấy nhau để làm gì kia chứ? Chẳng lẽ chỉ là để ngủ với nhau cho sướng thôi sao? Nghĩ tới chuyện đó, bỗng dưng theo quán tính tự nhiên, chị tự động xích tới, nằm ép sát vào lòng ông, vòng tay ôm chặt. Làm như có thần giao cách cảm hay sao ấy, ông Năm cũng đột nhiên thấy hứng tình, nên lăn qua, tính chồm dậy nằm đè lên thân thể vợ. Trong đầu ông có hơi ngạc nhiên, nên thầm nghĩ: trời ạ, đằng đầu thấy mẹ mà vẫn thèm vợ như thường đây nè. Vậy là chưa sao hả ta? Nhưng chưa kịp mừng thì một cơn thốn dữ dội nhói lên từ cái lưng chết tiệt, khiến ông rên rỉ lăn ngược trở về chỗ cũ, nằm thở hổn hển và than với giọng đầy ai oán: ui da, đau kiểu này thì tiêu mẹ nó rồi. Chị Năm hết hồn hỏi: trời ơi, có sao không anh? Ê, đang đau thì đừng có ráng. Ai biểu em làm anh hứng chi? Vừa xoa lưng cho chồng, chị Năm vừa nhẹ nhàng an ủi: ráng nhịn đi anh, chờ hết bệnh đã hen. Thương quá hả? Ông Năm Đông nay đã hơn 65 cái xuân xanh, còn chị thì cũng đã ngoài 40. Nhưng hai người vẫn xưng hô với nhau bằng hai tiếng anh em ngọt xớt. Có lần chị giận dỗi gì đó nên nói chuyện ông tôi tui với chồng. Ông Năm giận dữ quát to, làm chị giật bắn mình: bộ kêu thằng nào khác bằng anh rồi hay sao mà gọi tôi bằng ông? Chị dậm chân dậm cẳng dằn dỗi: chứ ai mới xưng tui kia kìa. Hai vợ chồng nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười. Thế là huề. Vậy đó, ai nói già rồi mà còn bày đặt tình tứ dĩ hởm thì kệ tía nó, miễn sao vợ chồng vẫn thương yêu nhau như hồi đầu gặp gỡ, cho dù có đến tuổi nào đi nữa. Vậy là ngon hơn người ta rồi phải không? Ai chê khen gì mặt xác, hai người cứ thản nhiên anh em tình rịnh cho thiên hạ nó thèm. Nhớ lại ngày xưa còn trẻ, ông thích đi đây đi đó, sống đời giang hồ lãng tử, cũng quen biết yêu đương với vài người đàn bà. Nhưng có lẽ chuyện tình duyên chưa tới nên chẳng đi đến đâu. Nhưng khi lưu lạc đến làng Thiên Lý này thì đã 40 mấy tuổi đầu. Chẳng hiểu cơ duyên thế nào mà Năm Đông gặp gỡ với Hiền, tức là chị Năm bây giờ, rồi gắn luôn đời mình vào cô gái quê sắp tới tuổi lỡ thì quá lứa. Nhưng chị tên Hiền mà lại không hiền, vừa đẹp vừa chảnh. Nếu sinh ra trong nhà khá giả thì người ta gọi là kiêu kỳ. Dù là con nhà nghèo nhưng lại không muốn lấy chồng nông dân. Nhìn cái cảnh nheo nhóc cơ cực của bạn bè lối xóm mà thấy kinh hãi. Hiền nghĩ mình chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi một anh chồng vừa dốt, vừa gia trưởng, lại nghiện ngập rượu chè như đa số trai tráng ở đây.
thiếu gì người theo đuôi, hỏi han ngấm nghé, thậm chí trêu chọc, tán tỉnh các kiểu. Nhưng kiểu gì thì cô cũng lắc đầu em chả. Vậy là ế thôi. Đàn ông chung quanh bắt đầu trở mặt, giở trò chế giễu. Họ rêu rao cái kiểu chảnh chó như hiền, rồi sẽ ế thiêu ế chảy là đáng đời. Cho đến khi gần tới ngưỡng 30, lúc đã cầm chắc cái kiếp gái già, thì gặp ngay năm đông. Khỏi phải nói, lúc mới gặp gỡ thì cô đâu thể ngờ sẽ lấy ông chú này làm chồng. Nhưng cái duyên số nó lạ lắm. Mà cái lần đầu gặp mặt ông này cũng lạ nữa, không giống ai hết. Và rồi, theo như dân làng đàm tiếu, kén cho lắm rồi vớ phải một ông già. Nhưng cần gì miệng lưỡi thế gian, lần này thì cô vô cùng hài lòng mãn nguyện với lựa chọn của mình. Mới kỳ cục chứ. Theo lời mời của bạn bè, năm đông đến làng Thiên Lý dựng nhà cho 10 đô. Một nông dân mới phất lên đang học đòi làm trưởng giả. Anh này muốn xây nhà theo kiểu tân cổ giao duyên, yêu cầu thợ mộc có tay nghề biết thực hiện những chi tiết cầu kỳ cho sang trọng. Nghe gia chủ phát họa, biết quy mô công trình dù không có gì ghê gớm, nhưng phần mộc tỉ mỉ tốn nhiều thời gian, nên năm đông dự trù có nhanh thì cũng phải mất hơn 3-4 tháng mới xong. 10 đô mời làm việc, bao luôn ăn ở. Nhưng năm đông không thích gò bó, chỉ muốn ngoài giờ được tự do thoải mái đi lại, nên tự ên kiếm nhà trọ. Ngay ngày đầu ráo ráo dò la, đã bò đến đúng ngay nhà của mẹ con Hiền. Thấy quán cơm tấm đơn sơ, anh ghé đại kiếm gì ăn lót dạ. Bước vô trong, anh ném cái túi đồ nghề có buộc dây túm một đầu xuống nền đất, nghe đánh huỵch một cái, rồi ngồi phịch xuống ghế. Ngó quanh quất, thấy Hiền đang nhìn mình, anh kêu luôn chẳng cần suy nghĩ: cho dĩa cơm sườn bị chả đi cô quán. Thưa chú, trưa rồi nên hết bị chả, chỉ còn sườn thôi hà. Năm đông phẩy tay mà cũng chẳng thèm nhìn lại. Ừ, sao cũng được. Sau khi bưng cơm ra bàn, Hiền ngồi khuất trong quầy, tò mò quan sát ông khách. Rõ ràng là người lạ, chưa gặp ở đây bao giờ. Có vẻ như linh tính thấy có ánh mắt hướng về mình, nên bất chợt năm đông ngẩng đầu lên nhìn lại. Bốn con mắt vô tình chạm nhau khiến cô giật mình bối rối. Bỗng năm đông cất tiếng hỏi: ở đây có ai cho mướn nhà trọ không cô quán? Hiền ngạc nhiên lắc đầu: dạ không. Ủa, sao ngộ vậy? Dạ, chỗ này đa số dân nghèo, đâu ai tới đây trọ bằng chi. Ừ, có chứ, tôi nè. Nhưng cô cũng không biết trả lời sao, nên tiếp tục lắc đầu quầy quậy. Năm đông định hỏi han thêm vài chi tiết, thì ngay lúc ấy có hai thanh niên bước vô cười nói ồn ào. Họ kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh. Gã cao to, mặc chiếc quần jean sắn lai lên mấy lớp, đúng kiểu cao bồi vườn, hỏi lớn: còn thịt nướng không em? Còn anh? Vậy cho tụi anh một dĩa, lấy dĩa bự nhiều thịt á, có rau sống dưa leo gì đem ra luôn nha cưng. Thằng kia thấp lùng, mặt hơi rỗ, giơ lên một cái bịch xốp màu đen cười khoái trá. Nguyên chai một lít lận, nên cần mồi kha khá. Vừa nói, gã vừa lôi từ trong cái túi ra một cái chai, có lẽ là rượu đế, đặt lên bàn đánh cộp một tiếng. Nước mắt quê hương đây nè. Nhưng Hiền đứng phát dậy, cô nói giọng cứng rắn: không được, đây đâu phải quán nhậu, mời mấy anh đi quán khác. Gã cao bồi vườn cười hô hố: quán này có mồi ngon, em hấp dẫn như vậy, đi đâu chứ hả? Anh sẽ trả tiền chỗ ngồi, chịu chưa nè. Thằng lùng mặt rỗ nhóm dậy, tiến tới trước mặt cô quán, ngoác miệng nhăn nhở nói:
lấy mồi xong rồi qua ngồi chung luôn nha cưng. Ngoan tụi anh bo cho. Hiền tức tối hét lên: ra ngoài, đồ mất dạy. Có lẽ nghe ồn ào nên từ trong nhà một bà cụ đủng đỉnh bước ra, trên tay lăm lăm một cây chổi chà quét nước. Bà quắt mắt nhìn khắp lượt, hỏi lớn: cái gì sùm vậy bây? Cô gái chỉ tay vào thằng lùn mặt rỗ đang nhe răng cười cợt: tụi nó vô đây quậy đó má, nhất là cái thằng té thùng đinh này nè. Bà Sáu Sâu xưa nay nổi tiếng dữ dằn, nóng nảy. Không nói không rằng, bà cầm cái chổi quét quét vào chân mấy gã trai, miệng lẩm bẩm: đi ra mau, không tao đập chết cha bây giờ. Nhưng thằng mặc quần jean lô can sắn ống nhõm dậy lấy tay xô mạnh vào người bà lão, là lớn: à, ngon, bà già này chơi kỳ vậy, dơ hết cái quần jean của người ta. Mẹ con gì cũng cà chớn y nhau hả? Bà Sáu lạng choạng suýt té, nếu nằm đồng không kịp thời đứng dậy nhanh tay đỡ lấy. Anh bực bội nói lớn: mẹ nó, ăn bữa cơm cũng không yên, hỗn láo với người lớn hả mày? Hai gã nhìn nhau rồi cùng tiến tới gần Nam Đông. Tính xen vào chuyện người dưng hả ông già? Gã lùng vừa nói vừa giơ tay đấm vào mặt anh. Nhanh như chớp, Nam Đông tóm lấy cổ tay gã rồi xoay người dùng một thế võ judo quật hắn té ngửa xuống đất. Tên mặc quần jean thấy vậy vung chân đá vào người Nam Đông để giải vây cho đồng bọn. Anh né nhanh qua một bên rồi chụp lấy cẳng chân kéo mạnh, khiến gã mất đà ngã sấp mặt vào cạnh bàn, vang lên một tiếng bộp nghe ghê cả răng. Đau quá, hắn la làng chó lói: ấy da, đau quá, dập mỏ tao rồi. Hai thằng tất tả dắt díu phóng ra khỏi quán và bỏ quên luôn chai đế còn để ở trên bàn. Nam Đông bình thản kéo ghế ngồi xuống, vét nốt mấy muỗng cơm còn sót lại trên đĩa. Bà má của Hiền lại gần ngồi phía đối diện. Bà vui vẻ bắt chuyện: thiệt tình là cảm ơn chú em lắm lắm nghe. Anh cười lắc đầu: có chi đâu bác. Bà tò mò hỏi: chú ở đâu mới tới đây phải không? Dạ phải, con lãnh làm nhà cho 10 đô ở xóm trên. Ủa vậy hả? Chà, nghe nói thằng Mười tính xây nhà bự lắm, phải không? À dạ. À mà bác ơi, bộ ở đây không có ai cho mướn nhà hết sao? Hả? Ừ, cái làng này nhỏ xíu, ai xây hotel làm gì? Nam Đông nghĩ bụng: chắc kiểu này phải quay lại nhà 10 đô tá túc cho rồi. Xem ra bữa nay tới đây cũng hỏng hên cho lắm. Nãy giờ Hiền ngồi ngó ông khách không chớp mắt, bộ dạng lầm lì, dễ mà ra đòn chuẩn từng milimét, đáng nể thiệt. Cô chợt lên tiếng nói hớt: má ơi, chắc nay mai tụi nó kéo tới phá quán trả thù cho coi. Bà Sáu ngẩng mặt lên nhìn con gái, hỏi ngược lại: ừ, cũng phải ha, vậy chứ con tính sao? Cô gái nói tỉnh bơ: một công đôi chuyện, cho ông chú ở đây để bảo kê nhà mình luôn, được không má? Bà Sáu Sâu nhíu nhíu đôi lông mày, hỏi bâng quơ: ôi mẹ ơi, nhà mình nhỏ hiếu, chỗ đâu cho ông ở? Hiền rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại kế bên bà Sáu, chỉ tay qua bên vách: cái chòi hồi xưa con mở bán cháo huyết, giờ bỏ không đó, sửa lại ở được mà. Nghe cô gái nói thế, Nam Đông bước hẳn ra ngoài, nhìn sang bên cạnh. Rõ ràng đây là một căn chòi lá, cũng khá rộng và tươm tất. Có điều cửa nẻo trống huếch trống hoác. Nhưng chưa kịp có ý kiến gì thì cô gái đã giải tỏa luôn nỗi băn khoăn mà anh vừa nghĩ tới: chú ơi, phía sau nhà con còn mớ cây lá, chú tận dụng làm cửa được không? Năm quay lại nhìn vẻ mặt lo lắng của cô gái, bỗng dưng anh thấy tức cười nên hỏi giọng đùa cợt: cô muốn tôi ở đây lắm hả?
Dạ, chú chịu không? Anh không đáp mà hất hất đầu về phía bà Sáu nói nhỏ. Hỏi má cô coi bà chịu không đã. Nhưng bà già đã nghe thấy nên gật đầu lia lịa, chấp nhận ngay một cái rụt. Sao không chịu chứ? Giờ còn sớm sủa, bắt tay vô làm luôn đi. Chú em có mang theo đồ nghề không? Năm Đông lấy chân đá đá vô cái túi bự nằm chình ền dưới đất ngay lịch bịch. Cả đống nè. Nhưng vụ tiền nông thì bác tính sao? Bà Sáu nhìn Năm ra vẻ khó nghĩ. Thôi, chuyện đó từ từ đi ha. Giờ hỏi vụ tiền cũng không biết tính sao cho phải. Hiền lại xen vô. Vậy chú làm cửa nẻo bây giờ không? Con phụ cho một tay. Còn vụ tiền đó, con tính về. Bà má ngạc nhiên nhìn con gái. Tính sao hả con? Cô phát biểu một câu khôn trật đời ông địa. Ở miễn phí, nhưng mai mốt cất lại nhà cho mình, không được tính tiền. Thế là huề. Hen ma. Bà già ngó con gái bật cười. Mày tính chuyện khùng tổ cha. Nó bỏ đi luôn là trất huớt đó con. Dạ con đồng ý mà. Cất thì cất, chứ sợ gì. Con vẫn chơi thôi mà chú. Nhưng hình như Năm Đông không để ý lời cô gái nói, mà anh đang nhìn cô đăm đăm, nhíu nhíu cặp chân mày. Nè, cô ba. Không, con thứ hai. Má có mình con hà. Năm Đông mật cười. Ừ thì cô hai. Dạ, chú hỏi đi. Cô nhiêu tuổi rồi? Dạ con 26. Kể ra thì so với cô tôi cũng có hơi già. Nhưng thiệt tình là không có còn lớn cỡ đó à. Cô kêu chú xưng con sao tôi thấy tổn thọ quá. Anh nhìn bà Sáu lên tiếng. Bác thấy con nói phải không? Bị hỏi bất ngờ, bà già đâm ra lúng túng nên cũng quay qua nhắc con gái. Thì cũng phải, kêu nó bằng anh được rồi. Hiền bẽn lẽn phụng phịu. Ừ, có kỳ không? Năm khoát tay nói lớn. Kỳ có gì? Dắt tôi ra sau nhà coi cây cổ ra sao nè. Dạ. Hiền tự nhiên cảm thấy vui vẻ phấn chấn, vì lần này tự nhiên có thêm người ở trong nhà, khiến cô cảm thấy yên tâm, vững dạ hẳn lên. 4 tháng ở đó là những ngày vui vẻ nhất đời Năm Đông. Lâu lắm rồi anh mới được hưởng không khí gia đình tại một nơi xa lạ. Sáng quất một đĩa cơm tấm sườn bị chả to đùng trước khi đi làm. Chiều về không chè thì cháo. Anh thích cơm tấm sườn bị chả đến nỗi Hiền phải lên tiếng. Anh Năm thích ăn món gì khác thì nói em làm, chứ cứ sườn bị chả hoài ngán chết. Không, cô cứ cho anh ăn món đó là được rồi, không có ngán đâu mà lo. Hiền âm thầm chăm sóc anh như một cô vợ mỗi ngày đợi chồng đi làm về. Cô cảm nhận được nhà cửa ấm cúng hẳn lên. Dư âm cái vụ Năm Đông tẩn hai thằng càn quấy một trận ở quán cơm Hai Hiền cũng vang ra khắp xóm. Chẳng còn có thằng quái nào dám bén mảng kiếm chuyện gây sự. Người ta đồn thổi thợ mộc Năm Đông vừa giỏi nghề lại giỏi võ hạng nhất, đúng là nhân tài kiệt xuất. Mà cái danh tiếng thợ mộc hạng nhất của Năm Đông cũng đồn đại xa gần, qua luôn mấy vùng lân cận. Chưa gì đã có mấy đơn đặt hàng anh làm nhà sau khi kết thúc công trình cho 10 đô. Té ra tới làng Thiên Lý này, không ngờ lại gặp thời, nên anh biết mình còn ở đây dài dài, lâu hơn dự tính. Hôm hoàn tất xong công trình biệt phủ vườn của 10 đô, Năm Đông được chủ nhà khoản đãi một chầu say túy lý. Tối về đến nhà, anh ngất nga ngất ngưỡng, một hai đòi nói chuyện với má Sáu. Hiền can ngăn. Anh Năm mệt rồi, lo ngủ đi, chuyện gì mai nói. Không, anh muốn thưa với má Sáu vài chuyện quan trọng. Nghe Năm Đông nói năng kiểu đó, cô gái đột nhiên đỏ mặt, thoáng nghĩ tới chuyện nhạy cảm mà lâu nay chính cô
cũng âm thầm thấy lòng mình thay đổi. Lúc ngồi trước mặt bà Sáu Sâu, Năm kính cẩn thưa gửi: Dạ thưa má Sáu, con rất cảm ơn má đã cho con ở đây 4 tháng nay. Bà trố mắt nhìn thằng Thợ Mộc, không biết nó định nói gì đây, nên tươi cười: Ơn nghĩa gì con, bây ở đây thật ra má cũng phải cảm ơn mới đúng. Nhưng Năm Đông gạt ngang, anh đi thẳng vào vấn đề: Dạ má khỏi cảm ơn, từ ngày mai con rảnh rồi nên muốn thưa với má hai chuyện. Thứ nhất á, cuối tuần này con sẽ bắt tay vô cất lại nhà của má với em Hiền. Nó dột nát quá rồi, lại sắp tới mùa mưa nữa. Con xin má cho phép, tiền nong con lo xong rồi, má khỏi lo gì hết trơn á. Hiền lẫn bà Sáu kinh ngạc nhìn Năm Đông cùng kêu lên: Làm lại nhà này. Dạ phải. Bà Sáu băn khoăn: Nhưng tốn tiền lắm con à, làm vậy là lợi dụng thằng Năm, má không muốn. Má đừng lo, làm xong nhà 10 đô con cũng có dư một mớ, má yên tâm hen. Còn chuyện thứ hai là... Má Sáu kêu lên: Còn chuyện gì nữa? Mày làm tao hồi hộp quá đi. Dạ, nhà mình nhỏ, con làm 1-2 tuần là xong. Sau đó tới 2 căn ở trong xóm này, người ta đặt bữa hổm. Quá lắm chắc cũng mất tổng cộng hơn tháng là cùng. Nói chung xin phép má cho con nán lại đây tối đa khoảng 2 tháng nữa, xong hết việc rồi con đi. Bà Sáu và Hiền cùng kêu lên: Trời Phật ơi, thằng Năm mày ở tới chừng nào thì ở chứ, ở luôn đây còn được nữa, là má không có nghĩ tới chuyện mày bỏ đi đâu. Riêng Hiền thì tự nhiên thấy trái tim mình thoát lại, nó đầu nhói như có ai bóp mạnh một cái, muốn nín thở. Nhưng nghe má nói vậy nên im lặng chờ nghe coi Năm Đông trả lời sao. Nhưng anh chỉ gật đầu nói ngắn gọn: Dạ thì con cứ nói trước ý mình, cũng còn lâu mà, chuyện gì từ từ tính. Ngày mai chuẩn bị thu dọn qua ở hết bên chòi, để con bắt đầu dỡ nhà làm lại, hiểu má. Lúc sắp sửa về chòi đi ngủ, Năm Đông đợi bà Sáu vô trong nhà mới kín đáo lấy tay khều khều nhẹ vai Hiền. Cô quay lại ngó anh chờ đợi, anh nói thì thầm: Cô hai biết sao tôi đòi cất lại nhà không? Hiền ngơ ngác lắc đầu, anh thủ thỉ nói vào tai cô: Nhớ hồi mới tới đây, chính cô nói với anh, nguyên văn vậy nè: cho ở miễn phí, nhưng mai mốt cất lại nhà không được tính tiền, vậy là huề. Nhớ chưa nè? Cô thẳng thốt kêu lên: Trời ơi, lúc đó em nói giỡn chơi thôi mà. Năm Đông nghiêm trang đáp: Nhưng lời hứa của anh là thiệt, hiểu chưa cô hai? Trời ơi anh. Cô đứng bần thần một lúc rất lâu rồi mới vào trong nhà đi ngủ. Từ hôm nghe Năm Đông thông báo sắp rời đi, dù chưa rõ kết cuộc thế nào nhưng tâm trạng Hiền trở nên bất an ghê gớm. Không biết từ khi nào cô thấy anh quen thuộc và gần gũi như người thân trong gia đình. Có lẽ không hẳn như vậy, mà còn hơn thế nữa. Vì lúc gần xong công trình nhà 10 đô, có nhiều ngày Năm mãi mê công việc nên nán lại hoàn tất cho xong, đến 10 giờ đêm vẫn chưa thấy tâm hơi. Hiền thấp tha thấp thỏm trông ngóng về phía đầu làng chờ anh xuất hiện. Mãi cho đến khi thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, cô hộc tốc bỏ chạy vào nhà và thở phào nhẹ nhõm. Ngồi yên lặng trong bóng tối chờ nghe tiếng chân Năm Đông bước vào sân, cho đến khi tiếng đóng cửa cài then lách cách vang lên thì Hiền mới yên tâm ngã lưng xuống giường và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Nhiều lúc đi đâu trong làng nghe người ta sầm xì nói lén bà Sáu Sâu tuyển rể già cho con gái, cô giận lắm và thầm nghĩ trong bụng: Ủa, bộ mấy người không được rồi ghen ghét hay sao vậy? Đúng là đồ tiểu nhân mà.
rồi Hiền cố moi óc hình dung xem anh Năm già ở cái chỗ nào. Nhớ mỗi buổi chiều nếu về sớm, cô đều nghe thấy anh cởi trần tập võ huỳnh huỵch trong sân trước khi đi tắm. Rất nhiều lần cô nép sau cánh cửa sổ lén nhìn. Ở cái làng này có thanh niên nào được vạm vỡ như anh Năm? Bộ ngực anh vòng lên với hai cánh tay gân guốc, trông y như lực sĩ trong phim La Mã cổ đại mà có lần cô coi trên tivi. Hiền lén lút ngắm nghía Năm Đông nhiều lần đến nỗi thấy anh đẹp hơn hết tất cả thanh niên trai tráng trong làng. Anh chẳng có già chút xíu nào hết. Hơn nữa, anh sống rất đàng hoàng, biết trước biết sau, kính trên nhường dưới, không biết sợ sệt cái xấu, biết siêng năng làm việc kiếm tiền. Trời đất ơi, ở bên con gái hơ hớ suốt 4 tháng trời mà chưa một lần nào anh thèm ngó ngàng hay nói năng cợt nhã hoặc có cử chỉ nào hàm hồ sàm sỡ. Nhiều lúc chính Hiền cũng thấy bực bội. Bước chân ra đường á, cái thứ không thèm ngó thì hở cái nó dán mắt vào ngực, vào mông của mình. Còn người ở ngay đây bên cạnh thì muốn họ để ý ngó một cái thôi mà cũng chẳng chịu nhìn. Bộ trái tim bằng sắt hay sao vậy hả? Không biết mấy lần Hiền tức tối dậm chân dậm cẳng vì cái sự vô tâm, vô tình của anh. Thật ra thì đâu có phải vậy. Năm Đông còn lạ gì phụ nữ. 20 năm qua, không ít đàn bà đã đi qua đời anh. Thật cũng chẳng thể nhớ hết. Những cuộc gặp gỡ tạm bợ trên chặng đường đời lang bạc đã làm Năm Đông phát ngán. Anh sợ trái tim mình đau thì ít, mà lo lắng mang đến tổn thương cho người khác thì nhiều. Hiền là cô gái trẻ tuổi và dễ thương nhất anh từng thấy. Chẳng những dễ thương xinh đẹp mà nàng còn thông minh, đảm đang, vén khéo và lại rất siêng năng. Nhưng anh tự hiểu mình quá già, quá cách biệt với con nhà người ta đến 20 năm. Đó là cả một thế hệ. Đó là một sự khác biệt lớn lao, nên anh không thể bộc lộ lòng mình dù chỉ là một chút. Dù có thành thật thì cũng sẽ rất dễ dàng bị đánh giá không đứng đắn, sẽ bị chê cười là trâu già khoái gặm cỏ non. Có được mấy người chịu nhìn ra sự chân thành của mình? Hơn nữa, má xấu đối xử với anh quá tử tế, nên càng không thể gây nên sóng gió, điều tiếng gì cho cái gia đình nhỏ này. Xong việc rồi, hãy cứ lẳng lặng rời đi là tốt nhất cho tất cả. Rồi cái ngày chia tay cũng đến. Đêm đó, Năm Đông về trễ. Không phải vì mãi ăn nhậu, mà chỉ vì buồn. Anh đi lang thang trong làng tới tận 12 giờ đêm mới lầm lũi về căn chòi đã trở nên quen thuộc. Anh quyết định đợi cho mọi người ngủ yên mới quay về lấy mớ hành lý đã chuẩn bị sẵn rồi lặng lẽ rời đi, tiếp tục cuộc sống chim trời cá nước, lang bạc kỳ hồ của mình. Vác cái túi đồ nghề đứng lặng yên ngắm nghía lại nơi mình ở hơn nửa năm qua, anh thật tình thấy muốn khóc quá đi mất. Khi quay lưng bước ra đường thì Năm Đông nghe tiếng má xấu xâu vang lên từ sau lưng. Mày cứ tính thế bỏ đi hả Năm? Ủa, má xấu? Sao mà đành đoạn vậy hả? Mày vô nhà coi con Hiền nó khóc nãy giờ kìa. Nó kêu tao mới biết mày định bỏ đi mà không thèm từ giả đó chứ. Mày tệ quá Năm à. Dạ con xin lỗi má, xin lỗi em Hiền, nhưng gặp mặt thì con không đi nổi. Bà Sáu gắt gỏng. Mày vô nhà mà xin lỗi nó, không đi nổi thì đừng đi. Tao có không cho mày ở hồi nào? Năm Đông nhìn sững bà Sáu. Hình như anh đã nhận ra có lẽ mình nhầm. Nơi này phải là nơi mình ở lại, chứ còn nơi nào khác nữa. Anh quăng túi hành lý xuống đất rồi đi nhanh vào trong nhà. Suýt chút nữa thì té bổ nhào vì vấp phải Hiền ngồi thu lu phía trong ngạch cửa, đang ôm mặt khóc vùi. Năm Đông quỳ xuống trước mặt cô gái. Anh nhẹ nhàng gỡ hai bàn tay ướt đẫm nước mắt
và nói nhỏ. Cho anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà. Cô gái ngước mặt lên, nói bệu bạo, muốn không thành tiếng. Anh nỡ bỏ mẹ con em. Hu hu. Anh ngồi phịch xuống kế bên cô gái, hai tay ôm đầu khổ sở rên lên. Vậy anh phải làm sao đây hả Hiền? Má Sáu cũng vô tới. Bà nói rành rọt. Còn làm sao nữa? Nếu mày không chê con gái của má, má gả nó cho con đó. Tùy con quyết định. Năm Đông nhìn sững bà Sáu sâu, kêu lên kinh ngạc. Má nói thiệt hả? Má Sáu? Bà vô trong, ngồi xuống chiếc ghế, rồi nghiêm trang nói lớn. Có khi nào má nói chơi với mày hả? Hay là không chịu? Anh lắp bắp đáp nhanh. Ôi trời, dạ con chịu chứ sao không? Chỉ có lo... Còn lo gì nữa? Dạ lo em Hiền không chịu. Bà Sáu gắt gỏng. Thế mày nghĩ nãy giờ nó khóc vì cái gì vậy? Già đầu mà còn dở quá con à. Năm Đông ôm choàng lấy cô gái vẫn đang thúc thích khóc. Bà mẹ Tế Nhị đứng lên bỏ vô trong buồng để yên cho đôi trẻ tâm sự. Một tháng sau, má Sáu đứng ra tổ chức đám cưới cho hai đứa. Một cái đám cưới nhỏ, ấm cúng, trước ánh mắt ghen tị không giấu giếm của bao nhiêu trai tráng trong làng. Đêm tân hôn, Năm Đông làm cho cô dâu quằn quại, rên xiết đến nỗi phải thốt lên thành lời. Anh ơi, em biết tại sao em yêu anh rồi. Vậy thì yêu anh nữa đi cưng. Đôi lúc nhớ lại chuyện cũ, mới đó mà đã 20 năm trôi qua. Những năm tháng ngọt ngào, hạnh phúc của cặp đôi, nhưng cũng là khoảng thời gian sung sướng cuối cùng của cuộc đời Năm Đông. Đối với người trẻ tuổi thì thời gian đó thật dài, nhưng với ông Năm thì có vẻ như chỉ vừa thoáng qua trong nháy mắt. Hai vợ chồng ông lấy nhau được 5 năm thì má Sáu sâu lâm bệnh nặng rồi qua đời. Hai người cũng chỉ có duy nhất đứa con gái đặt tên Thục, năm nay lên 17 tuổi và sắp vào đại học. Còn Hiền bây giờ đã là một phụ nữ vừa tới tuổi hồi xuân, trong giai đoạn chín mùi, hừng hực sức sống. Nhiều lúc ông đau khổ nhận ra mình đang lần hồi biến thành một lão già vô dụng. Năm Đông có vẻ chưa hiểu lắm về viễn cảnh đáng buồn của căn bệnh thoái hóa xương khớp, nhưng cũng âm thầm linh tính chẳng lành và tự thấy mình khó lòng khỏi bệnh, nên ngày càng bi quan chán nản. Thời gian đầu tuy nằm nhà, nhưng ông Năm vẫn cố gắng điều khiển công việc, cho đến khi cái lưng đau chuyển sang thần kinh tọa rồi lan xuống chân, khiến ông thể đi lại tự nhiên như trước và lắm lúc phải ngồi yên một chỗ. Lúc ấy thì thầy thợ tự động kiếm cớ tách ra khỏi tầm ảnh hưởng của ông để tự lãnh thầu cho riêng mình. Năm Đông mặc nhiên bị loại khỏi vòng chiến một cách nhanh chóng. Cho đến một lúc thì ông biết mình đã hết thời và sắp mất luôn cả hy vọng về mọi thứ. Giờ thì ông chỉ còn trông cậy và dựa dẫm vào vợ và bé Thục từ tinh thần lẫn vật chất. Chuyện này khiến tâm trạng của ông thường xuyên thay đổi thất thường. Điều đó cũng khiến cho tâm lý vợ ông cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Ngay cả chuyện gần vợ là cái thú đam mê yêu thích nhất đời của ông, và cũng là nhu cầu không thể thiếu của chị, cũng bắt đầu trục trặc và càng lúc càng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Mới đầu chị Năm tự an ủi, rồi thì ông sẽ khỏe lại, mọi thứ rồi sẽ ổn như xưa. Mà dù không được như xưa thì cũng chẳng sao, phải thông cảm và chấp nhận rằng tuổi càng cao thì càng không thể tránh được quy luật của thời gian, mà ai cũng phải tới đó. Thế nhưng chẳng thà ông yếu mà vẫn còn túc tắc hành sự, vợ chồng vẫn đều đều âu yếm yêu đương,
để nhớ về một thuở gối trăng cuồng nhiệt đang ngày càng lùi xa vào dĩ vãng. Còn đằng này, không phải ông yếu, mà là ông không thể. Chỉ vì cái lưng đau chết tiệt của ông cản trở cuộc yêu theo cái cách tàn nhẫn và nghiệt ngã nhất. Dù có nương nhẹ hay lựa chọn bất cứ tư thế nào, thì cuối cùng ông cũng phải gào to lên rằng không thể. Đến nỗi có lần ông đau khổ thú nhận với chị: nó đau thốn như cái lưng sắp gãy rời ra vậy đó. Chị buộc phải thông cảm và thấu hiểu cho ông, và chị nhẫn nại làm điều đó. Nhưng cái cơ thể hồi xuân của chị thì nó không chịu hiểu. Đôi lúc nó kêu gào được giải tỏa, được thỏa mãn theo cái cách tự nhiên nhất. Mà căn bệnh có năm đông đâu có chịu lành. Tới giờ đã gần một năm, và xem ra ông sắp trở nên tàn phế vĩnh viễn. Chị mệt mỏi vì phải lao động kiếm tiền, giờ đến tinh thần cũng trở nên hoàn toàn bất ổn. Đến nỗi có đôi lúc chị cảm thấy chán ghét chồng mình và muốn buông xuôi tất cả. Mà ngay chính chị cũng thấy sợ hãi vì cái tư tưởng phản bội hết sức phi luân ấy. Chị Năm cả ngày tất bật lo chợ búa và duy trì hàng cơm tấm buổi sáng. Cũng nhờ nó mà còn có đồng ra đồng vào, không phải quá lo lắng về tiền chợ. Nhưng sắp tới đây, bé Thục phải lên tỉnh nhập học. Nhiều thứ chi phí khá lớn, không thể dựa hết vào đó. Phải tìm ra kế sách nào khác để giải quyết bài toán kinh tế mà không phải thâm thủng đến vốn liếng để dành. Một đêm, chị Năm đem chuyện học hành của con và việc làm ăn ra bàn với chồng. Chị nghiêm trang đề nghị: tháng tới con Thục lên tỉnh nhập trường. Tiền học, tiền ăn, tiền ở mọi thứ phải lo là lẽ đương nhiên. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuyện không thể để con một mình ở trển. Ông Năm Đông lo lắng hỏi vợ: vậy em tính sao? Chị nhìn ông, nói thẳng ý mình: em phải theo con lên trển. Ông thẳng thốt kêu lên: trời đất, sao được? Chị nhìn ông hỏi lại: sao lại không? Năm Đông ngạc nhiên nhìn vợ. Ông thật không thể hiểu nổi vì sao vợ mình lại có thể nghĩ ra giải pháp mang tính chất chia lìa đôi lứa như thế. Ông nói nhưng cố tránh đi: vậy quán cơm thì sao? Chị buông thõng: dẹp thôi. Chứ anh nghĩ coi, thu nhập ba cọc ba đồng, làm sao lo cho con bé ăn học? Em sửa mướn chỗ cho hai mẹ con vừa ở vừa mua bán luôn ở trển. Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ở dưới này. Ông Năm cảm thấy cơn giận bắt đầu sôi lên vì trong kế hoạch của chị hoàn toàn không có ông. Cố nén bức xúc, ông tiếp tục hỏi: vậy còn anh thì sao? Chị nhìn ông, cố nói với giọng êm ái, e dè hơn: anh à, có lẽ từ nay anh phải cố gắng tự chăm sóc bản thân. Em còn phải lo cho con, lo kiếm tiền nên không thể lo cho anh được. Hơn nữa, con gái mình xinh xắn như vậy, càng không thể để nó một mình nơi chốn phồn hoa nhiều cạm bẫy mà không có ai dòm ngó. Ráng đi anh, nó chỉ đi học 4 năm thôi hà. Hết 4 năm thì mình lại sum họp. Hay là lúc ấy đã có một giải pháp nào đó tốt hơn. Anh hen. Ông nhìn chị hằng học lẩm bẩm: giải pháp cái con khỉ. Năm Đông giận dỗi, quay mặt sang hướng khác. Biết mình nói chuyện quá đột ngột khiến chồng bị sốc, nên nhất thời khó chấp nhận. Chị Năm nhẹ nhàng trường lên, vòng tay ôm choàng lấy tấm thân khô héo của ông chồng già. Hành động của chị kích thích cơ thể ông Năm tự động uốn éo, xê dịch theo hướng thay đổi tư thế, như một quán tính tự nhiên để chuẩn bị làm chuyện kia như trước giờ vẫn vậy. Một cơn đau thốn từ chỗ cái đĩa đệm bị thoát vị dội lên đến tận óc, khiến ông Năm hét lên dữ dội:
Ui da, chết tôi. Vừa la, ông vừa đẩy vợ văng qua một bên, như đẩy cái bao gạo, một cách hết sức phũ phàng. Chị Năm hốt hoảng nhõm dậy, nhìn ông, thì bắt gặp ngay một ánh mắt đầy đau khổ, tuyệt vọng. Chị thở hắt ra chán nản, và trong bụng nghĩ thầm: ôi, anh già của em, thôi xong. Chị không hề biết chồng mình đang quay qua bên kia, úp mặt xuống gối, giấu đi những giọt nước mắt. Người ta nói anh hùng lưu huyết bất lưu lệ, nhưng Năm Đông đã phải đổ lệ, khóc thương cho những ngày tháng cuối còn sót lại của cuộc đời mình.